Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay cuối tuần rồi các bạn ơi. Nên mình sẽ chơi vòng quay 12 ô thôi. 3 lượt quay thôi các bạn, đừng chơi nhiều. Wow, phải vậy chứ. Thấy do một giấy cuộn thì sắc là thấy lời nữa. Wow, 20 lá vàng luôn. Chụp viên luôn coi. Wow, 10 lá vàng luôn. May mắn thế. Giờ mình sẽ dễ bồi tuyệt sắc luôn các bạn. Dễ bồi tuyệt sắc thôi. Đây là cuối tuần rồi, mình sẽ làm hết luôn. Đang hơn mình sẽ cho lớn luôn. Đèn thế, đèn. Ba cái. Thôi có ba cái ảo game. Ra 200 nguyên liệu. Rồi có 3 cái nữa. Hết ấy rồi, giờ còn dễ buồn và bí nữa. Ra cuối tuần mình chơi hết luôn. Sao để như vậy làm một cái không? Quay 12 ô mình quay rất là may mắn luôn các bạn ơi. Quay lúc nào cũng được 30 huy hiệu. Các bạn xem video nhớ like và subscribe kênh của mình nha các bạn. Và đừng quên nhấn chuông nhận thông báo những video mới nhất của mình nhé. Trời ơi, ra ba cái thẻ kinh nghiệm chi không biết trời. Đề nghị là ráng xóa ra cái đó mới được. Thôi hết rồi, đâu còn gì nữa đâu. Có cái bi nè. Chẳng làm luôn, nốt luôn.
Đưa mình đến đây là hết rồi các bạn ơi. Chúc các bạn quay vòng quay 10 ô 12 ô may mắn nha. Bye bye các bạn.